có thể bạn rất thích một thứ gì đó, nhưng vì bạn nghĩ bạn sẽ rất dở, sẽ rất nực cười nếu làm thứ đó, nên bạn không làm. Có thể bạn rất muốn làm gì đó, nhưng vì bạn chưa biết phải làm sao mới hay, mới đẹp, mới xuất sắc, nên bạn không làm. Nếu bạn đặt mục tiêu là sự hoàn hảo, những gì bạn làm luôn phải đúng, phải hay, phải xuất sắc, thì đôi khi bạn sẽ chẳng làm gì cả, hay thậm chí là chẳng dám bắt đầu. Giả sử bạn thích chụp ảnh, sau khi xem những bức ảnh đẹp, bạn có nghĩ là chỉ cần cầm máy ảnh lên là bạn có thể chụp được ngay những bức ảnh như thế không? Hay thậm chí là kể cả sau vài năm đi chụp đi chăng nữa, bạn có gu, bạn biết thế nào là ảnh đẹp, nhưng mà trình độ của bạn khi đấy thì nó lại chưa tới. Và cái khoảng cách khó chịu đấy gọi là taste gap, nó có thể khiến bạn cảm thấy bực bội, làm bạn cảm thấy bản thân mình kém cỏi, làm bạn nhục chí, hay tệ hơn, đấy là từ bỏ. Hãy nhìn những YouTuber mà bạn follow, xem những video đầu tiên họ làm và so với những video bây giờ. Bạn có thấy sự khác biệt không? Đó có thể là về chất lượng hình ảnh, âm thanh, về cái sự tự nhiên của họ trước ống kính, về cách họ làm nội dung, vân vân. Nếu mà ngay từ đầu mà họ cũng đặt mục tiêu là phải làm ra những video ngang tầm với những video của hiện tại, hay là ngang tầm với video của những cái YouTuber lâu năm, và không up những cái video đầu tiên kia vì nó không được như họ tưởng tượng, thì sẽ ra sao? Có thể sẽ không có kênh YouTube mà bạn đang follow, không có những video mà bạn đã và đang xem. Cách đây vài năm, trong một khoảng thời gian mình bị stress, thì mình có lập một cái tài khoản Insta mà không public. Ở đấy thì mình chỉ up những ảnh mà mình chụp bằng điện thoại, theo cái kiểu là mình thích cái gì thì mình chụp cái đấy, không cần quan tâm đến ảnh xấu đẹp, không cần chỉnh góc, không cần chụp đi chụp lại cho lúc mà ra một cái ảnh lung linh. Và chụp xong thì up thẳng ảnh gốc lên trên đấy thôi, không cần filter, không chỉnh sửa gì cả, và không cần caption. Nếu như Facebook là cái nơi mà mình phải chọn lọc ra những ảnh mình thấy đẹp nhất, rồi thì phải ngồi nghĩ caption này kia, thì ở cái tài khoản Insta này mình không cần quan tâm chuyện ảnh xấu đẹp, và cũng không phải nghĩ caption gì luôn. Nó giống như là một nơi mà mình có thể cởi bỏ cái áp lực phải luôn làm ra những cái sản phẩm lung linh rồi thì hoàn hảo. Và bất kể đang ở level nào đi chăng nữa, trong bất cứ chuyện gì, khi mà mình cho phép mình được dở, được sai, được cởi bỏ cái áp lực phải làm ra những cái sản phẩm thật là lung linh hoàn hảo, thì đầu óc tự nhiên nó thoải mái hơn, có nhiều ý tưởng mới hơn, sẵn sàng thử nhiều thứ mới hơn. Video gap year tuổi 30 của mình, video nhiều view nhất của mình tính đến hiện tại, 5.000 view nhờ có nhiều người share trên Facebook. Bạn có nghĩ là mình hài lòng với nó không? Sau khi dựng xong, mình phải xuất đi xuất lại tận 5 lần, mỗi lần gần 2 tiếng đồng hồ. Mình cứ ưng, xong xuất video ra, xong ngồi xem đi xem lại một hồi lại thấy không ưng, lại sửa, lại xuất lại. Và kể cả đến bản final của final của final, thì mình vẫn thấy nó chưa thực sự được như ý mình mong muốn. Nhưng mà mình vẫn up, bởi vì mình biết là mình đã làm hết khả năng của mình ở thời điểm đấy rồi. 2 tháng kể từ video gap year đấy, mình mới làm 6 video. Video này là thứ 7. Nhưng mà mình đã học được rất là nhiều cái mà có thể áp dụng ngược lại để khắc phục chính những cái mà mình thấy là chưa hoàn hảo ở video gap year kia. Mình học bằng cách cứ làm, kể cả khi mình thấy mình dở. Video này có thể dở, không sao cả. Vì thứ nhất, mình biết là mình đã cố gắng hết sức mình, mình không phải làm chớt quớt cho xong. Thứ hai, đây đâu phải là video duy nhất và cuối cùng mình làm đâu. Mình còn rất là nhiều video mà mình muốn làm phía trước, tương đương với rất là nhiều cơ hội để mình có thể làm ra những cái sản phẩm mà gần với cái trí tưởng tượng của mình nhất, thu hẹp được cái taste gap của cá nhân mình. Mình cũng không đặt mục tiêu làm video sau thì phải luôn vượt mặt video trước. Tất nhiên là mình muốn như thế, nhưng mà thực tế thì những cái sản phẩm mà chúng ta làm ra nó không phải lúc nào cũng như thế này, mà nó giống như thế này hơn. Có lên có xuống, nhưng mà chừng nào mà chúng ta còn luôn làm hết sức mình thì như bạn thấy đấy, xu hướng nó vẫn là đi lên.